Hai chào anh em vào xin chào, mình là Tuấn chị 8, rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay với Black C2 ở server số 90 với tháng 10 tháng mới với vòng quay võ sĩ mới vỡ sặc kèm theo vòng quay mèo giúp cho chúng ta gia tăng kim cương. Đặc biệt với những người chơi mới như ở server 90 này thì vòng quay võ sĩ mới lại giúp cho người chơi có thêm nhiều sự lựa chọn, hoặc nếu như không có ý định quay boss thì các bạn cũng sẽ có cơ hội tích lũy thêm nhiều kim cương. Kim cương chẳng bao giờ là thừa cả, và khi có kim cương thì chúng ta sẽ có nhiều toan tính hơn. Có thể các bạn không lấy vơ sạc thời điểm này thì các bạn sẽ lấy được các võ sĩ khác ở thời điểm sau. Vơ sạc cũng là một võ sĩ không nhất thiết các bạn phải nâng lên lục môn hay là S max, thậm chí chưa chắc đã cần tức tìm vũ khí, nhưng có thì vẫn tốt hơn các bạn nhé. Thì các bạn hãy cân nhắc. Đợt này chúng ta sẽ có event nạp kim cương theo kèm với mức nạp tối đa lên tới 33 kim cương, các bạn sẽ thêm miễn phí 2 viên rune đỏ. Ngoài ra thì thế thôi, chả có nào khác các bạn ạ. Ngày mình sẽ không tham gia quay bot mà chỉ có mỗi quay mèo không thôi các bạn nhé. Nguyên nhân thì ông chủ đã có Hotaru ở vị trí phòng thủ tương đối tốt rồi, không nhất thiết phải cần một con tanh tơ canh cơ như vơ sạc. Thay vào đó là kim cương tích lũy có lẽ sẽ hướng tới bộ 3 CES nhiều hơn. Chúng ta cùng quay mèo kéo xem lãi được bao nhiêu. Mình sẽ khởi đầu với sấp xỉ 50k kim cương, mình sẽ làm tròn là 50k kim cương các bạn nhé, xem mà lãi được bao nhiêu. Theo lý thông thường thì chắc chắn là sẽ full mèo. Tuy nhiên thì cái gì ở máy kéo nó cũng nhiều lúc hên xui lắm, để xác định được chắc chắn là bao nhiêu không hề đơn giản đâu. Mấy nhá, ở những mốc không quan trọng lắm, bắt đầu dốc 10.000 là sẽ quan trọng này. Rồi lên 13.000, máu. Vống lên 23.000, lên ba mấy, 25.800. May quá, bắt đầu nó đủ kim cương quay mèo 61k thôi. Cũng tạm các bạn nhá. Như vậy tổng vệ sinh từ 50k lên thành 61k. Như vậy tổng cộng chúng ta lãi được xấp xỉ khoảng 12k kim cương các bạn ạ. Đây là một mức không quá tồi, nhưng là một mức hơi thấp các bạn nhá. Mức thấp nhất để các bạn để ý đoạn cuối có thể lên chỉ ra là khoảng 58k, nhưng hụt 3k nữa, nghĩa là lãi chưa đến 10k kim cương các bạn ạ. Đấy mới là mốc tồi các bạn nhá. Như này là vẫn còn tương đối ổn. Rồi nguồn lực của A còn khoảng độ 365 mảnh vỡ năng. Ở server mới thì chúng ta không có quá nhiều đồ này, các thứ cần phải nâng cấp, mà thay vào đó là tích lực bao gồm mảnh vỡ năng, rune, phím chip. Đấy các bạn, trong đấy trong kho cũng đã có tới 5 viên rune, 4 viên rune đỏ này, đúng không? Đấy, từ bung các bạn nhé. Với lực chiến lên tới 571 như lực chiến này thì hoàn toàn là vẫn có thể gọi là vượt lên top được các bạn ạ. Ở thời điểm server mới này thì các bạn chỉ cần 2 hoặc 3 võ sĩ là có thể cân team cho cả đội hình rồi. Các hội còn lại chỉ đóng vai trò là hỗ trợ thôi. Đấy, hỗ trợ xong rồi chết luôn. Ví dụ như con NG chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như Acquisition, Omega Google. Còn lại thì nó sẽ phụ thuộc vào 1-2 võ sĩ nào đó cân team. Trong phe ta thì nó là Tariko và Hotaru. Trong đó tất nhiên Hotaru thì nổi trội hơn. Hội còn lại nhanh chết lắm. Sao nhỉ? Thành ra nó cũng sẽ có cái lúc hên xui. Đối phương thì nghe chừng là VIP cao hơn, đang sử dụng cái su là một trong những võ sĩ có được nhờ gói quà VIP, và họ thêm có một cái đó, họ sử dụng Terry Sói Đói. Chắc chắn là Terry Sói Đói sẽ giúp ích nhiều hơn cho đội hình so với Enrico. Rồi đối phương lại có cả con hàng tiên mới là Saiki, chắc nên mình thua vì đối phương có nhiều con mới mẻ hơn mà. Đấy, nhưng mà được cái là bên mình lại ám trúng vào con Hotaru. Việc ám trúng Hotaru khiến Hotaru của đối phương cả trận sẽ bị yếu đi, nên xét về độ nhây, độ sát thương vân các thứ thì Hotaru đối phương sẽ không bằng Hotaru của bên phe mình. Điều đấy thì cũng sẽ làm cho cái tỷ lệ thắng ở bên phe ta là cao hơn một chút, nhưng có điều mình nghĩ là vẫn yếu hơn, do mình hiểu rồi lại có vài vị trí không bằng, vị trí hạt nhân, vị trí support phụ không bằng. Rồi thế thì lại huề cả làng. Nhưng mà chưa chết. Coi như may mắn, nhưng mình vẫn thua thôi. Nguyên do là đối phương họ cũng có Hotaru, họ nhây cũng chẳng kém, và bên phe ta thì mình nghĩ là cũng không có cái nước đi nào để mà giết được Hotaru của đối phương.
Với server 90, thời điểm này level của võ sĩ cũng chưa lên được đến level 90, chưa mở được rune. Mình nghĩ cái tích lực thật tốt, còn đấu trường đánh được đến đâu hay đấy. Mình thì mình không thích phong cách top cao sớm, mà thay vào đó là tích lực sớm, tích được lực càng nhiều càng tốt. Ở các event ví dụ như hồn đường 5 hoặc là rune phím chip gì đấy, các bạn toàn phải tiêu 24k cho đến thậm chí tối đa là 40k kim cương cho một đợt event. Mà các bạn không tích lũy thì làm sao mà có kim cương chơi được. 40k kim cương là các bạn tích lũy một tháng đấy, bao gồm cả quay mèo ấy, thì mới chơi được. Nghĩa là một tháng các bạn chỉ có cày chay này, chơi đống độc đội event này, không lấy bot lấy việc gì cả. Thì theo mình đánh giá là chơi nó miểu. Sau này khi mà ổn các thứ tính năng rồi thì các bạn bắt đầu mới lấy bot. Lấy bot thì nó cũng dễ thôi mà, quan trọng lấy về có đồ để lâng hay không. Độc chiêu của Tedeco ở server mới các bạn nhìn thấy nó rất là nhẹ đúng không? Nó không đau mấy. Server cũ độc chiêu nó đánh thấm lắm. À quên, con Hotaru của đối phương nó bị ám rồi các bạn ạ. Bị ám EG nên nó phế. Nếu không nó cũng mệt đấy. Thế mà ông thắng là đây là đánh cả hai bên hủy. Có bạn nào à quên, còn bạn nào đâu. Chúc các bạn quay mèo may mắn nhé.